phần đúng chứ không phải là sai. Thí dụ như quý vị nào mà có bình luận, có hỏi, chia sẻ trong cái phần bình luận nói rằng cũng không có đồng tình với cái sự trả lời của thầy Pháp Hòa, vì cái đó cũng là một người tu hành mà tại sao Pháp Hòa lại thầy Pháp Hòa lại nói không có thật với cái lương tâm. Chắc có lẽ rằng là mình không có dùng cái câu thay thế được, mình xin lỗi. Ở đây mình chỉ là có một cái suy nghĩ. Thí dụ như hôm bữa đó thầy Pháp Hòa có trả lời một câu là thầy Pháp Hòa rất là bận rộn, thầy Pháp Hòa không có coi, không có đếm xỉa tới, không có biết đến, cho nên khi không biết thì không nên chia sẻ. Chúng ta thường hiểu, chúng ta thừa hiểu và sẽ hiểu và sẽ biết là thầy Pháp Hòa vẫn biết cái câu chuyện đó chứ không phải là không. Mà chẳng những biết mà chúng ta có thể xác định rằng là thầy Pháp Hòa cũng có coi với những cái video mà của các anh em làm YouTube đưa lên nói về sư thầy Thích Minh Tuệ nữa chứ không phải là không. Cái đó là chúng ta suy nghĩ ra là sẽ biết liền, sẽ có liền. Tại sao mà không coi được? Khi thầy Pháp Hòa vẫn là một sư thầy rất là có nhiều Phật tử, thì bây giờ thầy Pháp Hòa không có coi thì thế nào cũng phải gặp một vị Phật tử ở trong chùa sẽ hỏi thầy Pháp Hòa: thầy Pháp Hòa ơi nè, thầy coi thử coi cái này là như thế nào, tại sao ở Việt Nam nói sư thầy Thích Minh Tuệ là Phật sống đâu này kia, thầy nghĩ như thế nào? Thì bắt đầu thầy Pháp Hòa sẽ coi. Ở đây chúng ta thường biết, chúng ta dư biết chứ không phải là không. Nhưng mà cái sự trả lời của thầy Pháp Hòa là thầy nói là thầy không có coi, thầy không có biết, cho nên thầy không có chia sẻ. Cái đó cũng là một cái mà tránh đi với những cái lời mà phiền não đến với thầy Pháp Hòa. Chúng ta thường hiểu chứ không phải không. Cho nên khi mà thầy có thể thầy coi, thầy thấy rất là nhiều người tu hành ở Việt Nam mà từ khi có sư thầy Thích Minh Tuệ thì ngày hôm nay cũng đã xảy ra rất là nhiều. Đối với thầy Pháp Hòa thì Biển Xanh nghĩ rằng là thầy chỉ tu với cái sự buông bỏ, với cái sự mà làm những gì mà thầy cảm thấy thầy nên làm. Còn đối với những cái câu chuyện ở bên lề hoặc ở đằng sau lưng thì thầy Pháp Hòa biết, hiểu, có coi, nhưng mà không cần phải trả lời nếu những cái sự việc đó nó không có đáng để cho thầy phải trả lời. Không phải là không đáng để mà trả lời, mà là thầy cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu mà bây giờ quý vị là thầy Pháp Hòa thì quý vị cũng hiểu được một chút. Ở đây Biển Xanh nói không phải là Biển Xanh đứng về một cái bên khía cạnh nào để mà binh thầy Pháp Hòa, nhưng Biển Xanh chỉ nói phân hai. Công nhận là thầy Pháp Hòa Biển Xanh cũng có đặt niềm tin và đặt trong cái lời chia sẻ của thầy cũng rất là hay. Biển Xanh cũng đã từng chia sẻ, Biển Xanh đã thích, rất là thích coi thầy Tiến và thầy Pháp Hòa trước khi sư thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện. Nhưng ở đây Biển Xanh muốn cho cộng đồng chúng ta hiểu và cho những quý vị nào mà đã có những cái phần bình luận mà có thể rằng là hơi buồn phiền đến với thầy Pháp Hòa thì chúng ta nên hiểu như vậy. Nếu mình đánh vai của một sư thầy Pháp Hòa là mình đi, thì mình nói như thế nào? Hả, mình nói tốt thì cũng phải có cộng đồng không thích, mà mình nói xấu thì cũng phải có cộng đồng không thích. Vì Phật tử và cộng đồng lúc nào cũng có bên hai khóe, hai khía cạnh, cũng như một cái gương của mình có hai mặt. Cho nên khi mà quý vị khen một người này, chẳng hạn như Biển Xanh yêu thầy Thích Minh Tuệ, kính trọng thầy Thích Minh Tuệ,
quý vị yêu thương thầy Thích Minh Tuệ để rồi nghe những cái lời mà khen ngợi và nói gì đến với sư thầy Thích Minh Tuệ. Còn những quý vị nào không tin về sư thầy Thích Minh Tuệ để rồi đi đăng ký với những cái kênh mà nói về không thích thầy Thích Minh Tuệ thì nó trùng với cái ý nghĩa của quý vị hơn. Cho nên á, mà mình đứng về cái vai của sư thầy, của thầy Pháp Hòa thì mình nói làm sao đây quý vị? Không lẽ bây giờ mình nói trong khi đó thì thầy Pháp Hòa có biết bao nhiêu là Phật tử, ngàn ngàn triệu triệu Phật tử hết trên cả nước Mỹ, nước Canada và nước Việt Nam, có thể nói là trên toàn thế giới, ở đâu có người Việt Nam của chúng ta thì lúc nào cũng phải có hai cái khía cạnh, một bên ghét và một bên thương. Thì như vậy thì thầy Pháp Hòa nói như thế nào để cho đạt được hai bên? Thầy chỉ đứng chính giữa, thầy chỉ nói rằng thầy không biết vì thầy quá bận và thầy cũng không có coi, cho nên thầy không có biết để mà thầy chia sẻ. Thì cái đó cũng là một cái mà thầy tránh né, để rồi thầy không có muốn chút những cái ưu phiền, phiền muộn vào trong lòng của thầy. Vì nếu mà thầy khen thì có người không thích thì lại bỏ thầy. Rồi bây giờ hả, thầy chê thì có người thích thì lại ghét thầy. Thì cũng tội cho thầy phải không quý vị? Cũng tội cho Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa. Thì có thắc mắc nói là thầy Pháp Hòa không có được chân thật. Thầy Pháp Hòa đi tu mà cũng có những lời cũng như là trả lời không có đúng với sự thật. Thì chúng ta cũng nên thông cảm và hiểu cho thầy Pháp Hòa. Không lẽ bây giờ thầy nói rằng là thầy rất là ghét sư thầy Thích Minh Tuệ, mà không lẽ bây giờ thầy lên thầy nói rằng là trên đời tôi bây giờ tôi thấy ông thầy Thích Minh Tuệ là tôi rất là tôn trọng, tôi kính nể. Thì vậy thì Phật tử lại hỏi ngược lại, vậy chứ từ trước đến giờ ông tu bao nhiêu năm chưa có thầy Thích Minh Tuệ vậy ông không có nể Phật nào hết trơn, ông không có nể Phật là Bồ Tát rồi Phật Tổ Như Lai, ông không có nể ăn. Ông chờ sư thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì ông mới nói rằng là ông nể sư thầy Thích Minh Tuệ, ông kính trọng sư thầy Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Thì cũng tội cho thầy Pháp Hòa. Thì cũng hy vọng với cộng đồng mạng của chúng ta nên hiểu được với cái sự trả lời của thầy Pháp Hòa, và cũng đừng có buồn thầy. Và nói thật chứ thầy cũng khó, rất là khó trả lời cho chúng ta. Vì mình cảm nghĩ rằng mình đi tu rồi mình kiếm chuyện để làm gì, moi móc để làm gì, cũng như những cái sư thầy khác quý vị thấy không? Đó, nói về sư thầy gì là chùa Ba Cây Vàng này, rồi thích nhặt tiền này, rồi tệ hại này, rồi quệ thửng này, rồi chân teo này, rồi tô răng hô nè, quý vị thấy không? Đó, đi tu nhưng mà hả, mỗi lần á mà nói trật á thì các kênh YouTube lại biện hộ, thì lại đánh cái kênh của người ta sạch. Từ đâu quý vị? Cũng là thích nhặt tiền, quý vị thấy không? Làm mới mấy cái video của ổng là ổng đánh liền. Lý do gì? Tại vì ổng sợ chúng ta nói tiếp sẽ môi ổng ra. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ổng cũng mới đánh một hai cái kênh nữa, quý vị thấy. Làm một người tu mà hung dữ quá, hở cái là đánh sập kênh, hở đánh sập kênh mà thách người ta, kêu người ta lên nói, thì người ta lên nói thì lại dập cái kênh của người ta. Chơi vậy đâu có đẹp, phải không quý vị? Quý vị còn nhớ cái kênh của Tô Răng Hô là Thuận Đức có nói một câu: quý vị muốn giàu, quý vị không cần làm cái gì hết. Quý vị biết làm cái gì giàu không? Quý vị chỉ đọc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị giàu. Ổng đọc miết á, ổng đọc mỗi ngày mà ổng giàu tới bây giờ là lý do gì? Khi mà quý vị đọc những cái câu đó thì Phật tử nghĩ rằng là
trong lòng của thầy lúc nào cũng ngưỡng về Phật. Rồi bắt đầu Phật tử nhào vô cúng tiền. Giờ thầy chỉ ngồi đó chỉ đọc kinh Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Mà làm cái nghề này ổng cũng lên tiếng đó quý vị còn nhớ. Tu cũng là một cái nghề. Quý vị còn nhớ những cái video của ông Đức ông nói không? Tu cũng là một cái nghề quý vị. Chứ đâu phải rằng là đi tụng kinh mà. Mà không lấy tiền thì lấy cái gì mà ăn? À, cúng thì phải cúng đồ ngon. Bộ thầy chùa không biết ăn đồ ngon hay sao quý vị? Những cái lời đó thì chắc chúng ta cũng còn nhớ. Những cái lời chia sẻ của Tô Răng Hô là Thượng Đức. Thì bây giờ đi làm cái nghề đó, quý vị thấy có thấy xuất vốn không? Không, không có cần phải ra vốn. Chỉ có một cái nghề đi tu là không cần phải bỏ vốn, mà giàu nhất thế giới, giàu nhất trong, phải nói rằng là các nghiệp kinh doanh. Thì bây giờ về mà đi tu mới là giàu nhất. Nói thật, nếu mà những ai mà tu thật sự biết buông bỏ thì nghèo lắm. Tại vì buông bỏ mà người ta đâu có cần tiền. Còn những người mà đi tu mà nói rằng là thợ tu mà cũng là một cái nghề thì thôi, vô biên rồi. Thì cái đó cũng là một cái khía cạnh để của Thượng Đức này cho chúng ta biết là đi tu cũng là một cái nghề. Cái nghề đó là để là đi làm, kiếm tiền, nhưng mà không có cực khổ, chỉ có đọc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Là thầy Pháp Hòa cũng đã nhìn thấy sâu bồ sâu bộn ở quê nhà quá nhiều rồi, cho nên thầy không có muốn nhúng tay vào. Và thầy cũng không có một cái ý kiến gì, vì thầy cũng đã hiểu được cái sự tu hành của thầy cũng quá cao. Thì cái sự trả lời của thầy cũng quá khiêm tốn và cũng quá gọn gàng. Thì chúng ta cũng nên chăm hỉ để rồi đừng có trách và những cái lời chia sẻ của thầy Pháp Hòa, để rồi chúng ta nhìn thấy được với những cái chân tu thật sự trong cái ngành Phật giáo của chúng ta, để rồi Phật giáo của Việt Nam của chúng ta vẫn còn tồn tại mãi. Chứ còn mà mỗi một người thì chúng ta cho rằng là người này nói dốc, người này nói xạo, người này nói không đúng, thì thật sự thì mình không biết là thầy nào mình đáng để mà nghe kinh kệ của thầy giảng, và thầy nào mình không cần phải nghe. Trí tuệ là hiện thực và hiện tại, nên cái người tu thật sự mà tu khăn trở về tánh gốc của người ta đó, thì lúc nào người ta cũng phải an trụ trong cái hiện tại và hiện thực đó. Chứ người ta không bao giờ dám mà dùng cái tâm để sơ khởi mà vượt thời gian để cho nó động loạn như vậy. Thì cái hiện tại hiện thực nó không bao giờ có được. Tại vì hiện tại hiện thực là chỉ có con mắt với lỗ tai của mình thôi, thì nó có cái hiện thực hiện tại, đúng không? Chứ còn ngoài ra những cái khác là nó không có. Tại mình là ai cũng có hết, mà hồi xưa tới giờ mình không nhận được. Là tại sao? Tại vì mình chỉ dùng cái tánh thứ sáu mình, là tâm của mình làm chủ cái khăn này, đúng không? Chứ cho làm chủ khăn này là nô lệ của cái tánh thứ sáu, là cái tâm mình đó, thì những cái tánh khác của mình nó sẽ bị mờ đi. Mình không tin nó, mình cũng không quan trọng nó, thì đó thì mình bị sai lầm là như vậy. Thì bây giờ mình phải về cái năm cái tánh khác này của mình, đó là của mình chứ không có ai, nó trong khăn của mình đó, sống chết gì nó cũng theo mình chứ không bỏ mình được. Là năm cái tánh này đó nha cả nhà, phải gắng cố gắng đó. Nên có nhiều người tu, nếu mà những người đang tu mà biết dùng khế này đó, dùng tánh thật của mình để làm bàn đạp để mình đi đó, thì người đó sẽ đắc thân hiện tại và tâm không còn động loạn nữa, mà sẽ được an trụ nơi hiện tại và hiện thực, thì người đó sẽ có thể
đất là chắc chắn. Còn mà tu mà chưa tới ngày dùng cái tánh thứ sáu vượt thời gian để mong chờ ha, chờ đợi đó, thì cái đó thì phải chờ, không có được gì đâu. Cái đó là của nước Phật. Đức Phật ngài đã nói bất cứ không ai chịu tu, nếu mà ai nghe pháp được pháp của ngài mà chịu tu sửa theo pháp của nàng ngài thì sẽ đắc thân hiện tại liền tức khắc, chứ không chờ đợi mà phải ngày này tháng nọ hay là ngồi ngóng trông như vậy, mà phải đắc khắc đắc liền. Tại vì về tánh rồi thì cái tánh thật rồi thì nghe được cái pháp của ngài nữa, thì hai cái này cộng vô thì nó sẽ đạt được rất là, coi như mình đạt toàn vẹn luôn cả nhà, đúng không? Tại vì cái tánh nghe tánh thấy này thật sự là của mình chứ không của ai hết trơn á. Rồi cái mốc thời gian hiện tại thì ai cũng thấy hết đó, thì mình làm sao mà mình đừng để mình còn bị lợi thuộc vào đó nữa. Những cái đau khổ buồn phiền lo lắng sợ hãi lo toan buồn đau khổ sở đều nằm trong cái mốc lợi thuộc thời gian đó xây trở ra, chứ không có cái nào ở bên ngoài nó đưa cái kia, đúng không? Chứ không phải là nó hoắc ngoác ra thì toàn bộ là mình phải chỉnh lại từ từ, chứ không phải có ai sửa cho ai được. Chứ đừng có suy nghĩ mà phải Phật đã nói rồi, đạo Phật là con đường của Phật thôi, đạo là con đường, Phật là con đường của Phật, đúng không? Phật thì chỉ có pháp thôi, chứ ngài không có cái gì để độ cho đại chúng hay là cho đại chúng được hết. Ngài chỉ có pháp thôi, là lời nói của ngài. Ngài nói Phật, đúng không? Tại vì cả nhà suy nghĩ đi, ngài là Khái Tử vượt mà ngài bỏ hết rồi, ngài giả lẽ ngài làm vua mà ngài cũng bỏ luôn rồi, ngài còn gì đâu, ngài trốn vô rồi ngài tu thì còn cái gì nữa đâu mà cho được đại chúng. Ngài chỉ có lời nói thôi đó, để nói ra cho đại chúng nghe, mà mình nghe thấy được mình phải nhận được tánh của mình, nghe thấy được mà mình tự tu rồi tự sửa tự chứng tự đắc. Tự tu là sao? Thì mình quay ngược lại mình, đúng không? Để mình nghe thấy rõ những cái sự đau khổ buồn phiền lo lắng sợ hãi từ hồi xưa tới bây giờ, cái tí tôi lợi thuộc, tôi khổ về vợ về con hay là về chồng về con về gia đình về tài sản hay về cái gì, mình phải quay ngược trở lại mình để mình giờ mình ngó cho kỹ xong đó, nó bị mắc đâu. Cái mình tự chỉnh là mình tự sửa lại, là tu sửa mà sửa lại xong rồi thì cái thời gian sau mình sẽ chứng. Là tại vì mình chứng là sao? Mình ngó vô cái mốc thời gian và mình hai cái nó không còn bị lợi thuộc hay là nó bị hoàng thời gian nó hoàng hoặc mình nữa, đúng không? Thời gian nó không còn lợi thuộc vào nó thì nó không có còn xây mình được nữa, nó không có hoàng hoặc mình nữa, thì mình nhẹ nhàng rồi, đúng không? Là mình đã đắc, chứ đơn giản như vậy thôi, chứ đâu phải tu mà phải ra ứng chứng rồi. Toàn bộ là do mình, cái mốc thời gian mình ngó vào nó mà mình thấy thoải mái nhẹ nhàng, tại vì lúc đó mình không có còn dùng tâm nữa đó. Nếu mà ai chứng được như vậy thì ra hết, không còn ai trong đây đâu, cái đó là của nói khác đó. Thì lúc đó mình đâu có còn là dùng tâm nữa đâu, mà tính trước động loạn nữa, mình chỉ còn về tánh rồi. Thì mình không vừa lợi thuộc thời gian nữa thì con người nó quá nhẹ rồi đó. Mình muốn đi đâu mình chơi hay là mình muốn làm cái gì cũng bình thường bằng cái tánh của mình. Tánh nghe tánh thấy nó cũng như tâm vậy, chứ không, nó không có khác gì tâm đâu. Cái đó là phố nói khác. Điều có một cái là nó không có suy nghĩ cũng không tính trước được, nó chỉ hiện tại và hiện thực thôi đó. Nghe thấy nhiều khi mình chỉ nghĩ là hồi xưa tới bây giờ tại sao mà mình xem thường những cái tánh thật của mình, biết không? Tại vì cái tánh nghe này á thì nó nghe chừng 300 mét là nghe muốn hết rõ rồi, đúng không? Thì cái nên mình sẽ thường, còn cái tánh nhận biết trước của mình đó, mình đón cả kháng lượt, mình có thể đón cái nghe đó cả kháng, nó đi xa lắm, và đó là đón ảo, chứ nó ảo tưởng mộng tưởng thôi. Còn cái tánh nghe thật này nó chỉ có 300 mét thôi nha cả nhà. Nhưng mà mình biết gì di chuyển thân mình lại gần thì mình sẽ nghe càng ngày càng lớn lại. Chứ mình có thân mà thì chứ mình di chuyển lại thì càng ngày mình sẽ nghe nó rõ đó. Thì đi tới đâu không được, tí di chuyển thân rồi thì cái tánh nghe mình sẽ đi theo cái thân này
di chuyển tới thì mình nghe, cũng mắt thấy cũng vậy, tánh thấy mình cũng vậy đó. Cái tỷ giờ thấy chừng 400-500 mét là thấy nó mờ rồi, đúng không đó? Còn cái tánh thấy thứ sáu là cái tâm của mình đó, nó thấy trước cái thấy, nó vượt hết tháng này tới tháng kia, nó đi trước không à, nó ảo tưởng đó, toàn bộ là nó như vậy. Chứ cái tánh thấy tánh nghe này mình chỉ càng di chuyển thì mình cũng sẽ nghe. Nên cái người mà ta về được cái tánh thật của người ta rồi thì người ta đâu có còn suy nghĩ tính toán gì, đâu có còn dùng tâm, thì người ta đã đè nó xuống hai cái tánh này rồi thì nó không có còn quẩy động để nó làm khổ hay làm mình sợ hãi lo toan buồn phiền nữa, thì cuộc sống nó sẽ tự tại an nhiên, thì tới giờ chết người ta cũng sẽ giải thoát thôi. Tại vì sống mà mình không có lập sợ hãi, không có lo toan, mà cái gì sợ hãi lo toan là tại sao? Là tại vì mình lập cái nền tảng trên thế gian này cứng quá, đúng không? Mình lập cái nền tảng trên thế gian này nó cứng quá. Thì tỷ như bây giờ nè, mình xây dựng tương lai gia đình, con cái, vợ con, hay là mình tạo dựng một cái gì đó vững chắc, mình cứ nghĩ là mình sống luôn để mình ấy như vậy, nhưng mà thời gian sau phải đi đổi khăn, là khăn này nó già rồi, cái mình sợ hãi buồn phiền, mình lo toan, mình sợ hãi, cái đó là mình còn vượt thời gian mà mình còn tiếc của đó, nên thời gian nó sẽ quay hoàng, nó làm cho mình chứ lo trước, mình vượt thời gian mình lo trước mà mình khổ sở thôi. Chứ còn ngoài ra nếu mà về tánh thật của mình rồi thì cái nào là nó hiện thực và nó hiện tại dứt khoát hết, chứ nó không có còn nối đuôi với nhau nữa, đúng không? Nó không có còn cái này dính cái kia nó dính cái nọ nữa. Về vấn đề người thân trong gia đình cũng vậy nữa. Đó, cái nào mình sắp xếp, chứ không có bao giờ còn có cái mà phải vượt thời gian, thấy trước cái thấy, nghe trước cái nghe, để dòm, để ngó, để khuyên giải, hay là sợ hãi người này, sợ hãi người kia hết luôn. Nên những cái đó là không còn nữa. Mình thấy mình chỉ khuyên can người ta được không được thôi, tùy theo. Tại vì cái tánh thứ sáu là tâm, mỗi người mỗi cái khác nhau, chứ ai cũng học từ cái ở bên ngoài để đưa vô nó tạo thành, chứ không có ai mà tâm mà giống ai được hết trơn. Cái đó là cũng nói thật, cái tánh thứ sáu là không ai giống ai được, tại mình cái kia rồi học trường học lớp mới gom vô được thành cái tánh thứ sáu là tâm của mình, nó khác, nó quá như lên cái hấp, đúng không? Cái rộng cái hẹp, nhưng mà tánh không có, tánh là đồng với nhau, nó không có phân biệt cái này cái kia. Tại vì thế giới bây giờ nè, cái tánh thấy của Phú là mắt Phú, đúng không? Hiện tại Phú thấy màu xanh thì cả nhà cũng phải thấy màu xanh.